Chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của Đúng Happy Car. Và vừa rồi chúng ta vừa xem những hình ảnh đẹp nhất của chiếc xe Toyota Rush năm 2021. Ở trong clip ngày hôm nay thì Quyết sẽ nói đề cập chi tiết dành cho những khách hàng chúng ta đang quan tâm đến thủ tục trả góp, xem chúng ta lăn bánh là bao nhiêu và chuẩn bị bao nhiêu tiền, và đặc biệt hơn nữa đó là lãi suất và hàng tháng chúng ta phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc xe Rush này nếu chúng ta đang quan tâm đến phần trả góp. Và trước khi clip bắt đầu thì đừng quên rằng ấn nút đăng ký kênh của Đúng HPK và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay clip ngày hôm nay. Ở phần đầu tiên đó chính là về phần thủ tục trả góp và sự chuẩn bị để lăn bánh được bao nhiêu, chúng ta có tối thiểu bao nhiêu ạ. Thì đầu tiên thì như mọi người biết, Quyết sẽ nói qua một chút về khuyến mãi ở thời điểm hiện tại của đối với dòng xe Rush năm 2021. Ở thời điểm tháng 3 này thì hiện tại xe Rush đang khuyến mãi tổng cộng là 15 triệu. Ngoài ra thì quý khách hàng chúng ta còn sẽ được tặng thêm dán kính này, chẻ sàn hoặc có thể là một bộ ghế da. Tất nhiên là ở từng thời điểm thì sẽ khác nhau, nhưng ngày hôm nay thì Quyết sẽ tính cho mọi người ở khuyến mãi ở thời điểm tại 15 triệu dán kính, chẻ sàn và một bộ ghế da, tổng trị giá lên tới 30 triệu đồng. Thì nếu mà chúng ta giá niêm yết, mọi người có thể nhìn thấy trên đây là 633 triệu, chúng ta trừ đi 15 triệu đúng không ạ? Vậy thì chiếc xe của chúng ta chỉ còn 618 triệu. Vậy thì để lăn bánh và cũng như là số tiền tối thiểu mà các bạn có thể sở hữu được chiếc xe là bao nhiêu ạ? Thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị là 124 triệu, tương ứng với cả 20% giá trị xe. 20% giá trị xe thôi nhá. Và chúng ta có thể vay tối đa là 80 cho đến 85%. Nghĩa là vay được trên 494 triệu. Nghĩa là chúng ta có thể vay được hơn 494 triệu, nhưng ngày hôm nay Quyết tính tròn là 80% đi cho dễ. Thì chúng ta sẽ vay được là 494. Thì một lát nữa thì Quyết sẽ tính các khoản gốc và lãi. Bây giờ Quyết sẽ cần bao nhiêu nữa, chúng ta cần thêm thuế nữa, ngoài 124 triệu tiền xe chứ còn thuế. Thuế của chiếc xe này thì sẽ là 10% cho đến 12% ở từng tỉnh, và Hà Nội thì sẽ là 12%, nghĩa là thêm 63,3 triệu cho đến 75,96 triệu. Ngoài ra chúng ta sẽ chuẩn bị thêm tiền biển. Đối với chỉ từng tỉnh thì chúng ta sẽ chuẩn bị là 1 triệu ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 20 triệu, và đăng kiểm và phí đường bộ sẽ là 2 triệu. Vậy thì tổng cộng mọi người sẽ chuẩn bị thêm cho Quyết, tổng cộng cả tiền xe, thuế, biển, đăng ký, phí đường bộ sẽ là 190 triệu tổng đấy ạ. Chỉ 190 triệu là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe Rút rồi. Còn những ai mà chúng ta đang ở thành phố Hà Nội thì sẽ là 222 triệu, nghĩa là từ 190 cho đến 222 triệu là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe Rút rồi. Vậy thì đối với bảo hiểm của chiếc xe này thì nó sẽ rơi vào khoảng là tầm 10 triệu, khoảng 10 triệu, 9,5 triệu cho đến 10 triệu thôi. Đó, rồi. Vậy chung quy lại đối với chiếc xe thì mọi người chuẩn bị cho Quyết từ 190 triệu cho đến 220 triệu là chúng ta đã có thể sở hữu được chiếc xe Rút rồi. Và nếu chúng ta đang quan tâm thì mọi người hãy gọi điện vào hotline nhé, 0394 046 064. Quay trở lại với hàng tháng chúng ta cần trả là bao nhiêu, gốc và lãi như thế nào, thì bây giờ Quyết sẽ làm luôn bài tính toán cho mọi người để mọi người có thể cụ thể hơn. Tất nhiên là mọi người có thể vay ít hơn, mọi người có thể bảo là vay 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, bao nhiêu cũng được, nhưng tối đa là 7 cho đến 8 năm. Vậy thì bây giờ Quyết sẽ làm bài toán là cao nhất đi, 84 tháng tương ứng với cả 7 năm, cho số tiền lăn bánh là 80%, 494 triệu. Vậy thì tiền gốc là bao nhiêu ạ? Tiền gốc hàng tháng chúng ta phải trả là Quyết lấy 494 chia cho 84 tháng. Nghĩa là hàng tháng chúng ta phải trả cái tiền gốc này đấy ạ, là 5 triệu 8. 5 triệu 8 mọi người nhá, 5 triệu 8 một chút thì Quyết làm tròn ra 5 triệu 8. Và tiền lãi là sao ạ? Nói đến lãi thì hiện tại thì Toyota Thanh Xuân đang có lãi suất rất ưu đãi cho mọi người. Lãi suất hàng tháng của chúng ta sẽ là 10,5% một năm, tương ứng với cả 0,9% một tháng. Nghĩa là vay 100 triệu là lãi là 900 nghìn. Nhưng
Nhưng chưa hết, nếu các bạn vay rút ở thời điểm hiện tại ở trong tháng 3 này thì mọi người còn được ưu đãi hơn. Đó chính là trong vòng 1 năm chúng ta sẽ sở hữu được lãi suất ưu đãi là 7,49%, tương ứng với cả 0,62% một tháng. Nghĩa là vay 100 triệu, lãi suất là 620.000. Vậy thì đặt vào bài toán là chúng ta vay 494 triệu thì sao? Thì tiền lãi chúng ta cứ sẽ lấy 494, đúng không ạ? Nhân với cả lãi đang ưu đãi là bao nhiêu ạ? 0,62 là khoảng 3,05, đúng không ạ? Thì lãi suất sẽ là 3 triệu. Thế là lãi 3 triệu ở tháng thứ nhất. Cộng tiền gốc vào cho quyết 5,8 triệu cộng 3 triệu là 8,8 triệu ạ. Vậy là chúng ta 8,8 triệu, nghĩa là chúng ta sẽ trả hàng tháng 8,8 triệu. Mọi người, nếu mà chúng ta thu nhập tầm khoảng 10 triệu là chúng ta đã có thể sở hữu được xe rồi. Chúng ta cần chứng minh các cái thu nhập hàng tháng của chúng ta thôi. Thì cụ thể chứng minh thu nhập như thế nào thì mọi người gọi điện vào hotline thì Quyết sẽ hỗ trợ. Kể cả những khách hàng mà chúng ta đang khó khăn về mặt tài chính cũng như là không thể chứng minh được thì đội ngũ sẽ hỗ trợ cho mọi người. Rồi ạ, 8,8 triệu là con số mà chúng ta sẽ trả hàng tháng mọi người nhé, cho đến tháng thứ 12. Rồi ạ, vậy thì có một số khách hàng họ đặt câu hỏi là bây giờ vay 84 tháng nhưng muốn trả trước thì sao? Câu trả lời là được ạ. Với những khách hàng mà chúng ta muốn trả trước thì hiện tại thì nếu chúng ta vay dưới 18 tháng, trả trước ở tháng thứ 18 đi, từ tháng thứ 1 cho đến tháng thứ 18 thì chúng ta sẽ cộng thêm một khoản phí gọi là phí trả trước. Phí này thì cũng không quá cao, thì sẽ là 2,5%. Chúng ta nhân với cả lãi suất của tháng là 0,62, chúng ta nhân với cả số tiền mà chúng ta muốn trả. Ví dụ như là Quyết đang vay 500 triệu nhưng mà Quyết đang bảo có 100 triệu không biết là làm gì cả. Thôi, trả đi để cho tháng sau lãi suất nó giảm dần mà, để sau lãi sau nó ít đi thì Quyết trả 100 triệu. Đó, thì lãi chúng ta chỉ có khoảng đâu đó khoảng hơn 2 triệu một chút xíu thôi. Rất là ít, 2,5%, nhưng mà chính ra nhân với cả số tháng ấy, lãi suất của tháng thì nó chỉ khoảng đâu đó 2 triệu thôi. Chưa hết ạ. Những ai mà chúng ta trả sau tháng thứ 18, lúc đấy là trước 18 tháng nhé. Còn bây giờ sau 18 tháng thì sao? Lãi suất còn ít hơn rất là nhiều, chỉ có 1,5% thôi. Mà nhân với cả lãi của tháng là bao nhiêu ạ? Lãi của tháng thì sau khi mà chúng ta hết ưu đãi là 0,9 đúng không ạ? 0,9 nhân với cả 1,5, nhân với cả 100 triệu đi, Quyết muốn trả trước 100 triệu đi. Không có tiền nhiều, không muốn trả hết, trả 100 triệu thôi để tháng sau ít hơn. Thì lãi chỉ có đâu đó khoảng 1 triệu mốt thôi. 1 triệu mốt, cực kỳ ít. Đúng không ạ? 1 triệu mốt đây là số tiền mà chúng ta trả trước, nhưng những tháng sau chúng ta lãi nó sẽ ít đi. Đó. Mọi Quyết xin nhắc lại nhé, nếu trả trước dưới 18 tháng thì chúng ta sẽ là lãi suất là 2,5%. Còn nếu mà sau 18 tháng thì là 1,5%. Thì thôi, mọi người cứ để sau khoảng 18 tháng thì trả thì lãi nó sẽ ít hơn. Đó. Thì vậy là Quyết cũng vừa chia sẻ cho mọi người xong cái phần thứ nhất là chúng ta chỉ cần chuẩn bị tiền xe là bao nhiêu không ạ? Quyết xin nhắc lại, chúng ta chỉ cần chuẩn bị 190 triệu cho đến 222 triệu. Thứ hai là cả gốc và lãi mọi người chỉ cần chuẩn bị cả hàng tháng là 8,8 triệu là cả gốc và lãi đó hàng tháng. Và cuối cùng đó chính là lãi suất phí trả trước là từ 1,5% cho đến 2,5%. Cụ thể nếu mà mọi người muốn thắc mắc thì mọi người cứ gọi điện hotline 0394046064 của đội ngũ nhé. Rồi, ở phần thứ hai này thì Quyết sẽ chia sẻ về giá trị lăn bánh của chiếc xe này là bao nhiêu ở tỉnh và cũng như thành Hà Nội. Thì thứ nhất là ở tỉnh ạ, chúng ta đến với từ tỉnh trước nhé. Xe thì như mọi người biết là Quyết vừa mới chia sẻ mọi người là 633 triệu trừ đi 15 triệu tiền khuyến mãi là còn 618 triệu đúng không ạ? Chúng ta cộng thêm tiền thuế này, 63 triệu này, 3 triệu cộng với tiền biển này, cộng đăng ký phí đường bộ thì ở tỉnh ạ, tổng cộng là 684 triệu là chúng ta hoàn thành lăn bánh của chiếc xe này, bao gồm cả khuyến mãi ở thời điểm hiện tại nhé. Còn đối với Hà Nội thì sao? Tiền biển này 20 triệu cơ mà, cộng với cả thuế là 12%. Rồi ạ, thì tổng giá trị lăn bánh của chiếc xe này là 715 triệu 960 nghìn. Thôi, Quyết cứ tính cho là 715 triệu đi, cho dễ đúng không ạ? Là lăn bánh được chiếc xe ở thành phố Hà Nội rồi. Đó, chúng ta sẽ sở hữu được các công nghệ hiện đại mà Minh Huấn cũng đã nói trong ở clip trước rồi, thì Quyết cũng không muốn chia sẻ lại nữa. Thì mọi người có thể xem ở clip mà Minh Huấn cũng đã chia sẻ với cho mọi người. Rồi ạ, hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì sẽ mang lại nhiều cái thông tin hữu ích rằng cho các quý anh chị, quý khách hàng, để chúng ta có thể nắm bắt được những thông tin để trước khi chúng ta sở hữu được chiếc xe Rush năm 2021. Và hy vọng rằng clip ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích dành cho quý vị các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.
Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điểm hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.